Thưa quý vị, trao đổi với báo Thanh Niên vào chiều 7 tháng 4 năm 2023, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xác nhận địa phương đã có văn bản yêu cầu cơ sở mầm non Amis Trần Hữu Dực tạm dừng hoạt động. Trước đó, cũng theo vị lãnh đạo, địa phương đã nhận được phản ánh về việc cơ sở này cắt xén suất ăn của học sinh. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn cho biết cơ sở này thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 3. Đến ngày 6 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động trong giữ trẻ. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và phát hiện cơ sở chưa đủ một số điều kiện nên yêu cầu tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, thì vị này cũng từ chối cung cấp cụ thể những điều kiện còn thiếu là gì. Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn, sau khi yêu cầu cơ sở giáo dục này tạm đóng cửa, địa phương đã ra phương án giải quyết cho các trẻ đang theo học tại đây. Theo đó, nếu phụ huynh đồng ý, các cháu sẽ về học tại trường mầm non công lập Cầu Diễn. Trước đó, một số phụ huynh có con theo học ở cơ sở giáo dục mầm non Amis Trần Hữu Dực bày tỏ bức xúc khi cho rằng suất ăn của con mình rất lèo tèo, không xứng đáng với số tiền phải đóng. Sau đó, một nhóm phụ huynh đã đăng tải hình ảnh bữa ăn 70.000 đồng một ngày tại cơ sở giáo dục này lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.